lò nướng điện 50 lít Roller REO 3312. Dung tích tới 50 lít. Cửa kính hai lớp cường lực kết hợp với đèn chiếu sáng khoang lò giúp người dùng tiện quan sát, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Bằng điều khiển cơ bằng núm vặn đơn giản, dễ sử dụng. Công suất mạnh mẽ 2000W. Điều chỉnh nhiệt độ nướng từ 100 độ C đến 250 độ C. Công nghệ nướng đối lưu nhiệt. Nhiệt tỏa nhanh đều khắp khoang lò. Cho món nướng chín nhanh, chín đều khắp các mặt. Chế độ nướng linh hoạt với nướng trên, nướng dưới và nướng kết hợp. Quay đảo chiều giúp thực phẩm nướng chín đều và ngon. Chế độ hẹn giờ nấu từ 0 đến 120 phút. Roller REO 3312 nướng nhanh chóng, chu toàn bữa ăn gia đình.